Đưa ba coi cái mặt coi. Này, bỏ ra, đưa ba coi cái mặt coi. Đưa ba coi cái mặt, đưa ba coi, quay đây. Rồi, xong cái đầu rồi. Xong cái đầu rồi. Nó lấy cái kéo, nó tự động nó cắt. Tóc đâu rồi? Tóc con đâu? Ngu không? Ngu không? Quay vào cái mặt coi. Thấy mẹ cái đầu rồi. Trời ơi. Hé cái mẹ. Xong cái đầu rồi. Thấy mẹ cái đầu rồi. Xin chào các bạn. Xin chào ông bà. Xin chào cô chú. Hôm nay Papa Vin sẽ cắt tóc cho Vincent. Yeah. Thì bữa giờ dịch Covid đã đóng tất cả tiệm cắt tóc trong vòng 2-3 tháng nay rồi. Nên không có ai cắt tóc cho Vincent hết. Thường ở nhà mình thường tự cắt tóc cho Vincent không à. Thì hôm nay Papa Vin sẽ cắt tóc cho Vincent nha. Dạ. Yeah. Ok. Gần quá sao mà bay. Rồi, ok. Đầu tiên là đeo đồ nghề vô. Cái này thì mình mua trên mạng. Rồi nè. Dương ra. Để ba xíu ra. Để ba xíu ra. Ok. Để giữ tóc lại hơi rớt. Kiếm cái nào ra đẹp ra. Đứt mục tiêu rồi. Ok. Rồi nè. Ok. Ok bên trên. Đã bật chịu ạ. Ui, mình sẽ làm chút thí nghiệm. Đây. Cái tóc ngắn nha, giờ làm cót thôi chứ không. Đích cót rồi. Đúng rồi. Bây giờ bà sẽ làm tóc ngắn. Sẽ làm chút thí nghiệm. Anh ngoài không? Ngoài em rô. Cắt mít quen phải không Vincent ha? Thôi đang quen, một tí là ô liệt. Cúi đầu xuống ha, cúi đầu xuống. Bây giờ ngồi thẳng lên, thẳng lên. Yeah, đó. Chơi đầu hấp môi cho Vincent luôn. Nói gì? Đầu hấp môi luôn. Rồi, quay lại đây, xem mình ra nè. À, đẹp, bên đây nữa. Ok, tiếp nè. Ốc. Yeah, sẵn nè, ok, tốt. Rồi, cuối đầu chút, yeah, sao nè. Rồi. Ôi, xong phim. Yeah, đẹp không? Đẹp. Yeah. Thôi, bà cắt ngắn một cái máy luôn nha. Phin không ngon, đi Phin. Phin lít, phin lít. Yeah, cái mặt một đầu. Ngồi xuống, cái mỏ nhỏ kia. Đó, chặt một đèn tóc Hàn Quốc nè. Mấy xanh kích. Yeah. À, đợi xíu qua đi tắm nghe nha. Rồi, cho tắm. Tầm tạm phải không?
Đấy, đi, xem ta. Khó được sắp đi được đây. Này, xong, thế đi. Đấy quá. Xong rồi. Đây, 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 mình vô tắm. À, ngứa hả? Nè. Ngứa. Đâu, tóc đâu? Yeah, ôi quá trời tóc luôn. À, lát qua sửa lại cái đầu thôi. Yeah, à mình dẹp nha. Yeah, hóc vô, bên kia nữa. Dẹp vào hóc vô. Yeah, hóc của Vincent á. Hóc của Vincent á. Rồi, đi vào tắm. Ê, quăng thùng rác con, quăng thùng rác. Ờ, quăng thùng rác đi. À, đó ra, thùng rác trong kia, thùng rác trong kia. Ờ, quăng thùng rác đi, lát mình hút tóc. Rớt nè, rớt lên nè. Ờ, con quăng thùng rác đi. Đi à. Ờ, rớt đi nha, quăng thùng rác. Không có hồ. Không rớt. Ờ, ok chồng, yeah, cái đẹp à, đúng rồi. À, sao đây anh ta. À, đi tắm. Nè, chiếc của bà. Ui. Tóc Vincent sau khi cắt. Không quay vòng coi, coi coi. Cũng tạm được ha. Ấy, ấy đâu rồi? Rồi, kiếp coi ha. Coi coi, quay đây nè. Quay qua đây nè. Rồi, tạm tạm. Rồi, bây giờ tóc hai bà con giống nhau ha. Ok. Thì bye bye mọi người đi con. Bye bye mọi người. Tóc đẹp. Ủa, đẹp trai. Yeah, bye bye. Đưa ba coi cái mặt coi. Này, bỏ ra, đưa ba coi cái mặt coi. Đưa ba coi cái mặt, đưa ba coi qua đây. Rồi, xong cái đầu rồi. Xong cái đầu rồi. Nó lấy cái kéo, nó tự động nó cắt. Tóc đâu rồi? Tóc còn đâu? Ngu không? Ngu không? Ba coi cái mặt coi. Thấy mẹ cái đầu rồi. Trời ơi. Hé cái mà hé. Xong cái đầu rồi. Thấy mẹ cái đầu rồi. Cái đầu gì tóc kỳ vậy? Hả? Tóc kỳ vậy? Tóc kỳ vậy? Thấy bà không? Tóc gì kỳ vậy? Chắc là hư bà nó đầu rồi. Cười cái gì? Cười cái gì? Hư mẹ nó cái đầu. Nè, đen đẹp trai. Ai biểu. Đó. Thôi anh ơi. Đi sao sư. Đáng đẹp trai. Ai biểu. Rồi cho mày đúng đầu luôn. Ai biểu. Phá hư cái đầu hả. Cạo đi luôn. Ai làm. Đi ra. Ai làm. Ai leo nuôi biết lọt rồi nè. Ai mới cắt cái đầu rồi. Ai liên clip em slot mẹ. Đáng đẹp chơi. Ai làm. Ngao giờ thành thằng ngố chưa. Chị Lan là thằng ngố chưa. Ừ. It was at this moment that he knew he fucked up. Rồi, bye bye đi. Bye bye. Đang đẹp trai. Trong cái đầu.
Đây đẹp trai. Đó, cái đầu cái xanh kiếp nha bác ơi. Đây đẹp trai, vui quá. Hay quá, vui quá luôn. Rồi bye bye đi. Bye bye. Hi hi.